Rồi, hello mọi người, trở lại với kênh Quang Linh Vlog nha. Hôm nay mình tiếp tục săn cá rô bằng mồi ong huyền thoại nữa mọi người. Dân với cái đường nước nè. Đây là cái đường nước vào ở ngoài chứ không phải là ngoài vuông nha mọi người. Rồi, tiếp tục với một em ong đầu tiên nha. Đây, một phát đầu tiên nha mọi người. Đó, vừa đẩy xuống là lo luôn mọi người. Lên em. Một em cá chốt, một em cá chốt. Em cá chốt rất là to luôn. Đây. Đây nè nè, mọi người xem nè. Đó, một em cá chốt nha mọi người. Rồi, tiếp tục nha. Đó, vừa đẩy xuống là ăn luôn mọi người. Lại một em cá chốt, một em cá chốt. Rồi. Đây một em cá chốt mọi người. Nó bị giục ra luôn. Đó. Tiếp tục ở đây ngay ổ cá chốt này mọi người. Chắc có thể dính cá chốt không ạ? Đó, vừa bỏ xuống là ăn luôn. Lên một em cá chốt nữa. Đây đây đây, một em cá chốt tiếp tục mọi người. Đó. Hôm nay là mồi ong săn cá chốt rồi chứ không săn cá rô nữa mọi người. Ở đây là ngay ổ cá chốt rồi, nó ăn luôn, vừa bỏ là ăn luôn. Ồ, xảy rồi, tiếp tục luôn còn mồi. Đó, lại ăn tiếp nè mọi người. Lên, một em. Một em cá rô. Em cá rô giống như cá chốt đó, rất là to luôn. Tiếp tục mọi người kiếm em cá chốt to to nè. Đó, ăn luôn, vừa bỏ xuống là ăn luôn. Lên, sảy rồi, một em cá rô sảy. Tiếp tục. Đó, vừa bỏ xuống là ăn luôn. Anh em gì đây, một em cá rô. Một em cá rô mọi người. Rồi tiếp tục mọi người. Đó có một em gậy đó mọi người. Biết cái gì đây. Lên. Một em cá rô. Một em cá rô mọi người. Rất là bé luôn. Đây. Rồi tiếp tục mọi người. Mình kiếm em cá chốt to nè. Đó, có một em đang gậy. Cái cá chốt hay rồi cá rô đây. Lên nha. Em cá gì đây? Em cá rô bự. Em cá rô cũng rất là to luôn mọi người. Đây. Rồi, tiếp tục nha. Đó, có một em gậy luôn mọi người. Go hay là chốt đây. Lên. Một em chốt to, một em chốt to mọi người. Đây, một em chốt rất là to luôn. Mình xem nè. Đó. Rất là to luôn nha. Rồi, lại tiếp tục mọi người. Đó, lại gậy tiếp mọi người. Đó. Lên. Một em gì? Một em chốt mọi người. Một em chốt rất là to luôn. Đây. Đó, một em chốt rất là to luôn nha. Rồi, tiếp tục mọi người. Đó, có một em gậy. Em gì đây? Một em chốt nữa mọi người. Hôm nay dính về cá chốt rồi. Một em cá chốt rất là to luôn nè. Đó, nhìn thấy không? Để gì sáng nè. Tiếp tục qua mép đây mọi người.
Nếu nay bên kia không dính nữa, mình để bên đây nãy giờ cũng dính được. Em có chốt, em có rô to rồi. Mà không có bấm máy quay. Có một em đang nghỉ mọi người. Rồi chốt rô. Một em rô to. Một em rô cũng rất là to luôn mọi người. Đây. Vàng hẻo luôn. Một em rô nữa mọi người. Đây đây đây. Có một em lo mọi người. Ồ, một em chốt. Em chốt cũng rất là to luôn. Đây. Rồi, tiếp tục mọi người. Đó, đó, có một em đang lôi. Lên, em rô. Cái dụng nhỏ vậy đó, cái cá nhóc chân đó. Cá trống hả? Nè, một em rô, rất là to mọi người. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Có một em đang roi mà mọi người. Chốt hay rô? Ô, một em chốt. Tiếp tục, một em chốt rất là to luôn. Đây. Hấp dẫn chưa? Đây mọi người, kết quả câu của mình hôm nay nè. Đó, mình mới mằng được mấy em cá rô nè, với cá chốt nè. Đó. Một số cá chốt, có cá rô câu có chút xíu hơn mọi người. Được nhiêu đây cũng được một bữa ăn rồi đó. Đó, mà đó là những gì mình muốn chia sẻ cho mọi người xem giải trí hôm nay. Mọi người xem thấy thú vị nhớ để lại một like cũng như comment. Và đừng quên chia sẻ video ủng hộ Hoàng Linh Vlog nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.